Với Linh Miu Official. Và hôm nay mình sẽ thử một thử thách rất là khó khăn. Đó chính là thử thách 24 giờ ngồi trên ghế xoay 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 xoay. Đây mới gọi là thử thách khó khăn này, chứ còn ngồi trong tủ quần áo cũng là bình thường đúng không? Chúng ta cũng có chuẩn bị một số các đồ ăn ở đây, nhưng mà vẫn phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng đội. Bây giờ tôi phải mò xuống để lấy đồ ăn. Ôi chết rồi, tôi quên mất cái điện thoại. Mỗi ngày uống một chai nha đam, các bạn sẽ da của các bạn sẽ rất là đẹp. Tầm một cái đêm có một cái bàn này nó khá đau, chưa xong. Mỗi lần làm thử thách 24 giờ là 24 giờ không được tắm. Như vậy sẽ rất cực khổ. Hôm qua mình đã ngủ ít rồi, xong là đến hôm nay lại phải ngồi trên này 24 giờ. Mà cái hình xăm của tôi nó bị cà vào cái ghế đau quá. Không biết là có trụ nổi 24 giờ không. Mấy lần rồi xong đây rồi chết bà. Mua đến giờ đó rồi đấy. Kiến
người tuyệt vời nhất là em, không ai khác ngoài em. Để cái miếng sô-cô-la nó cũng không được nguyên vẹn. Nó nát bét luôn. Hôm nay tay nó sẽ to lên vài phần. Hạ sử dụng cái nước cam này bao nhiêu lâu vậy? Lặn lội đường xa sang đây để uống chai nước cam xong rồi. Hết hạn từ ngày 24 tháng 4 năm 2017. Theo như các bạn biết ấy, các bạn mường tượng ấy,
là bình thường là đã là hot girl thì là phải dùng toàn hàng hit đúng không? Nhưng mà đợt đấy là không bình thường ấy, da của Miu không có mụn, da rất là kiểu như là trộm vía, da rất là sáng và mịn. Nhưng mà kèm có một đợt là có một bà nhờ quảng cáo, có một hãng nhờ quảng cáo uống thuốc của họ, uống thuốc chống nắng của họ, tài trợ cho hàng một năm để mình quảng cáo. Thế mình cũng thấy thuốc chống nắng là nghe có vẻ được đấy, bởi vì mình hay đi quay nắng đó, thường thế là được đấy, uống cái thuốc đấy xong bị nổi mụn nhá, nổi những cái mụn li ti, nó không nhiều đâu nhưng mà nó rất là khó chịu, bởi vì bình thường không có bao giờ bị mụn cả. Xong rồi đợt đấy thấy da của Nisaki đẹp quá, da của Nisaki rất là đẹp. Thế mình mới hỏi Ni ơi, Ni dùng cái gì ấy? Ni chỉ với Ni ơi, em mua cái kem Z ý. Kem Z là gì? Bao tiền? Ni rất kiểu thật ngại ngùng quay sang. Mười nghìn. Sao mà chị Như có dùng không mày? Em tặng cho một hộp. Mà bà mua ở chợ Bến Thành nhỉ? Đây chính là cái kem bà dùng đây. Nhưng mà này, không phải là ai cũng dùng được kem này đâu nhá, cho nên là đừng có thấy là đi dùng xong rồi mua mà dùng. Không phải ai. Kem mình ngửi ra biết có thành phần gì. Nói chung là nó không có hại gì cả, nhưng mà nếu mà các bạn lạm dụng quá nhiều thì da của các bạn sẽ không được ổn cho lắm. Như Ni là Ni dùng 6 năm không có cái hiện tượng gì, nhưng mà bởi vì trong kem ấy thì nó có một cái chất, trong kem làm trắng da nó có một cái chất gọi là corticoid. Nhưng mà thường những người mà không có hiểu biết về mỹ phẩm cho lắm ấy thì họ sẽ nghĩ corticoid là nghe cái tên là đã rất là đáng sợ rồi, nhưng mà thực ra nó không phải là cái gì đáng sợ hết. Nó chỉ là một cái chất ở trong y học được dùng để làm trắng và diệt khuẩn rất là mạnh, và trong bộ y tế nó cho phép là khoảng tầm bao nhiêu phần trăm đổ về thôi, khoảng tầm 2% đổ lại thì ok. Nhưng mà bởi vì ấy, những cái hàng trôi nổi ấy, họ sẽ dùng corticoid một cách nguyên chất, vì thế da sẽ trắng rất là nhanh nhưng mà sẽ rất là có hại. Đấy là những cái sản phẩm mà không được dùng. Còn lại thì trong cái sản phẩm làm trắng ấy không có cái chất này thì có lâu mới trắng được các má nhá. Nhớ lấy cái điều đấy, cho biết mà dùng kem chứ không phải là thấy có cọc mà sợ đâu. Ai mà muốn tư vấn về da dùng các thứ này nọ thì cứ gặp nhá. Một cái bàn trang điểm của tôi sau bây giờ lại thành ra như này. Này được này. Nhưng mà về sau kiểu chữa mụn cũng hết. Ai bị mụn chị Miu chữa cho.
Later. Thôi, đi ngủ đây, ngủ. À mà này,